Anh em nói gì anh ơi? Dạ? Chuyển ra đây nhìn cái khu gỗ ngay giữa đường kia này, anh bảo là tôi không đi thì tôi đâm vào mới ở chỗ này vạch đứt rồi anh ạ. Anh để cho cái tên đây này. Bây giờ tôi hỏi anh về đây, ở đây có cái khu gỗ anh cây vứt giữa đường kia thì các anh để bắt tôi nào ạ? Đừng nói tôi thế. Nhưng mà đây bây giờ tôi xe rồi camera này, nếu mà cái khu gỗ kia